Chào các bác nhá, em lên sóng cho anh em lô để bãi này vừa về xong. Đấy, em đang tháo máy để vệ sinh, chuẩn bị lên đường cho bác đại lý ba con đẩy phe P550.3 nhá, ba kênh. Con này thì công suất quá là khủng luôn. Đấy, nhìn cái vỉ gì. Vì công suất quá là khủng luôn, hàng máy zin đẹp khủng. Đấy, có ba máy phe ba kênh này em đã chốt cho một bác khách đại lý rồi nhá. Đấy, chốt cho một bác khách đại lý rồi, quá là chất luôn. Phe P550.3 còn một con đẩy rút này, con đẩy rút MA6001 này, con này công suất cực khủng luôn, biến áp cao này, xoay ba u và hai biến áp lớn này, hai biến áp lớn nhá, vỉ mạch rất là khủng khiếp luôn. Đấy, con này nó chắc nó phải nhiều sò đấy anh em nhá, nhiều sò đấy. Con này đánh phun đôi xúc kép ok này, phun đôi xúc kép ok nhá. Đấy, còn rất nhiều máy, con máy Class H này quá là khủng luôn này. Đấy, rất là nhiều nhá, em đang dọn, em sẽ lên sóng cho anh em vào video tiếp theo nhá. Chào anh em.